Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới và chuông thông báo để nhận tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Song Song Ki, Song Hye Kyo ly hôn, Phạm Quỳnh Anh đừng tin vào lời thề. Cũng là người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân nên có thể nữ ca sĩ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Nữ ca sĩ cũng như nhiều đồng nghiệp khán giả đều tiếc nuối trước thông tin cặp vợ chồng hot nhất nhì xứ Hàn đã đường ai nấy đi. Vừa qua, Song Song Ki và Song Hye Kyo xuất hiện trên khắp các diễn đàn vì thông tin đệ đơn ly hôn. Sau bao nhiêu dấu hiệu thì giờ đây khán giả phải tiếc nuối khi mọi hy vọng không còn xảy ra nữa. Song Song Ki chia sẻ qua luật sư: "Tôi rất tiếc phải thông báo cho các bạn về tin không hay này. Chúng tôi đang trải qua quá trình hòa giải cho vụ ly hôn. Cả hai đều hy vọng sẽ có một quá trình ly hôn êm đềm thay vì đổ lỗi cho nhau vì những lỗi lầm của mình. Tôi mong các bạn hiểu rằng có những điều không thể chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Tôi sẽ cố gắng hết sức với tư cách là một diễn viên và cho các bạn thấy công việc tốt nhất của tôi." Ngay lúc này đây, mọi người hâm mộ từ khắp mọi nơi đều bàng hoàng và không thể tin vào mắt mình. Một cặp đôi đẹp ngôn tình bỗng dưng tan vỡ, khiến niềm tin vào tình yêu cũng bị lung lay thêm lần nữa. Không chỉ có khán giả mà ngay cả các nghệ sĩ Việt cũng thay nhau chia sẻ rằng mình thật sự không nói nên lời khi biết sự việc này. Mới đây nhất, Phạm Quỳnh Anh cũng chia sẻ buồn bã: "Đừng tin vào lời thề, tin vào hành động thôi." Song Song Ki đã dành rất nhiều lời ngọt ngào và hạnh phúc khi nhắc đến người phụ nữ của mình. Tuy nhiên, chẳng có gì mãi mãi và không cùng quan điểm chính là lý do tan vỡ. Nam diễn viên từng thề: "Tôi đồng ý lấy Song Hye Kyo làm vợ, tôi xin thề. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi qua những con đường mà tất cả mọi người trên thế giới đều phải đi qua trong cuộc đời. Có thể sẽ gặp giông tố bão bùng, thậm chí sẽ có lúc bị gục ngã. Nhưng mỗi lần như thế, chúng tôi sẽ cùng nắm chặt tay nhau, dũng cảm đứng lên, dùng nụ cười tinh nghịch để nói với đối phương rằng đây không phải là chuyện gì to tát. Và chúng tôi cũng sẽ học được cách kiên cường và dũng cảm tiếp tục cuộc hành trình đã chọn. Trên đây là lời thề mà tôi dành cho người vợ tuyệt vời của mình." Chẳng bộc bạch về sự tiếc nuối hay thất vọng, nhưng có lẽ đây là một kinh nghiệm của giọng ca tình yêu cao thượng nhắn nhủ đến mọi cặp đôi. Cô cũng từng có một mối tình đẹp gắn liền cả quãng thanh xuân, kết hôn và có cuộc sống hôn nhân khiến mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, rồi điều gì đến cũng đến, những lời hứa hẹn trăm năm cũng tan biến. Có lẽ chính Phạm Quỳnh Anh cũng rút ra được bài học giá trị cho mình sau những tổn thương. Đừng tin vào những lời mật ngọt mà hành động cách ứng xử hàng ngày mới minh chứng cho tình yêu. Việc phát ngôn nó chỉ mang tính nhất thời. Ngay lúc tình thương và cảm xúc đang ở mức cao trào, nhưng đối đãi và đồng hành bên nhau mới là chuyện trăm năm. Phạm Băng Băng bị gia đình Lý Thần hắt hủi chia tay vì 130 triệu đô. Phạm Băng Băng và Lý Thần yêu nhau 4 năm trải qua không ít sóng gió, nhưng họ lại lựa chọn chia tay sau khi nữ diễn viên bị phạt 130 triệu đô vì trốn thuế. Ngày 27 tháng 6, Phạm Băng Băng tự đăng tin đã chia tay với hôn phu Lý Thần sau 4 năm bên nhau. Trong khoảng thời gian hẹn hò, cặp đôi băng thần trải qua nhiều kỷ niệm ngọt ngào và cũng không thiếu những tin đồn thị phi. Những tưởng họ sẽ nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn, nhưng cuối cùng cả hai lại lựa chọn chấm dứt mối tình đẹp. Người hâm mộ của cặp đôi cảm thấy bàng hoàng tiếc nuối khi họ đã rất gần một đám cưới cổ tích. Chuyện tình cổ tích mang đến nhiều lợi ích. Những năm gần đây, Phạm Băng Băng là nghệ sĩ số 1 trong làng giải trí Hoa ngữ. Theo thống kê của Forbes, cô là ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất Trung Quốc trong các năm 2016-2017. Nguồn thu của cô tới từ các xe đóng phim, quay quảng cáo, sản xuất rượu vang, kinh doanh bất động sản và sản xuất phim. Nữ diễn viên họ Phạm được mệnh danh là nữ hoàng thảm đỏ Bạch Tuyết của showbiz Hoa ngữ và thậm chí là nữ hoàng thị phi khi mọi tin tức liên quan đến cô được công chúng quan tâm. Trong khi đó, Lý Thần kém nổi tiếng hơn bạn gái nhưng cũng được yêu mến nhờ tham gia show Keep Running. Anh là con cháu gia tộc có truyền thống trong ngành quân đội. Việc Phạm Băng Băng lần đầu công khai hẹn hò sau hơn 20 năm bước chân vào làng nghệ thuật giúp danh tiếng cặp đôi trở nên hot hơn. Họ thường xuyên được mời tham gia các sự kiện lớn. Phạm Băng Băng, Lý Thần từ đó trở thành cặp đôi quyền lực bậc nhất làng giải trí Trung Quốc. Với vị thế như vậy, năm 2015, hai người chung tay thành lập công ty Ái Mỹ Thần, đầu tư vào các bộ phim điện ảnh và thu được nhiều lợi nhuận. Doanh nghiệp này từng được định giá tới hơn 700 triệu nhân dân tệ. Cặp đôi còn mua một căn biệt thự lớn tại khu đắc địa ở Thanh Đảo và dọn về sống chung như vợ chồng. Trong quá trình yêu nhau, Lý Thần không tiếc vung tiền mua quà tặng bạn gái. Trong buổi sinh nhật 36 tuổi của Phạm Băng Băng, tài tử đặt riêng một con búp bê trị giá 300.000 đô giống hệt bạn gái. Anh cũng được cho là chi ít nhất 700.000 đô mua những kim cương lớn để cầu hôn.
Lý Thần còn hứa sẽ bên Phạm Băng Băng suốt cuộc đời, cùng nhau trải qua khó khăn là chỗ dựa cho cô. Cuộc sống của anh vì em mà trở nên tươi đẹp, yêu em là ý trời, bao bọc em là thói quen, chúng ta là vĩnh viễn. Nam diễn viên quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn. Màn cầu hôn lãng mạn và những món quà đắt giá mà Lý Thần dành tặng cho Phạm Băng Băng. Tình hết mặn nồng, tiền bạc chia đôi. Ngọt ngào là vậy, chẳng ai nghĩ có ngày Lý Thần và Phạm Băng Băng chia tay. Nhưng phép thử lớn đã khiến họ hiểu hơn về cuộc tình đẹp. Khi đang ở đỉnh cao danh vọng, tháng 6, 2018, Phạm Băng Băng vướng vào scandal trốn thuế. Nữ diễn viên gần như biến mất trước mắt truyền thông. Trong gần một năm, Phạm Băng Băng bị án phạt truy thu 130 triệu đô do các sai phạm liên quan đến nộp thuế. Cô bị công chúng Trung Quốc chỉ trích không tiếc lời. Lúc này, người bạn trai Lý Thần cũng trở thành bia ngắm cho những người căm ghét Phạm Băng Băng. Mặt khác, fan của nữ diễn viên lại tức giận vì Lý Thần không ủng hộ bạn gái. Nhiều nguồn tin cho hay, gia đình Lý Thần có dòng dõi quân đội, họ sở hữu nhiều bất động sản lớn ở đảo Tam Á. Ông nội Lý Thần không hài lòng, phản đối ra mặt khi cháu trai dính líu tới người phụ nữ nhiều bê bối. Gia đình đã gây nhiều sức ép, buộc Lý Thần sớm chia tay. Vụ phạt tiền còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của Phạm Băng Băng và Lý Thần. Bộ phim Sky Hunter do Lý Thần tự đạo diễn đầu tư bị cấm chiếu tại Trung Quốc do sự có mặt của Phạm Băng Băng. Điều này khiến nam diễn viên chịu thiệt hại không nhỏ. Tác phẩm truyền hình tâm huyết của Phạm Băng Băng là Thắng Thiên Hạ, liên tục hoãn chiếu vì dàn diễn viên chính bê bối đời tư. Bộ phim do Phạm Băng Băng và công ty điện ảnh Đường Đức góp vốn, Lý Thần cũng góp cổ phần trong công ty này. Thậm chí Lý Thần đã giúp đỡ bạn gái khi tham gia đóng thế nam chính Cao Vân Tường nhưng vẫn không thể giúp phim được phát sóng. Vì vậy, hai người mất thêm hàng triệu đô. Đầu năm 2017, Phạm Băng Băng, Lý Thần đồng loạt rút vốn khỏi công ty chung Ái Mỹ Thần. Lý Thần rút khỏi các công ty khác có liên quan đến bạn gái. Lý Thần bỏ rơi Phạm Băng Băng là chủ đề khiến công chúng bàn tán và Lý Thần trở thành người đàn ông phụ bạc bị chỉ trích. Một câu hỏi đặt ra là tại sao khi Phạm Băng Băng bắt đầu quay lại làng giải trí, Lý Thần mới tuyên bố chia tay. Nhiều khán giả Trung Quốc bình luận trên Weibo cho rằng nam diễn viên sợ ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân, anh sợ bị đánh giá là kẻ bạc tình. Vì vậy, dù rút vốn khỏi công ty bạn gái, nhưng Lý Thần vẫn đưa mẹ của Phạm Băng Băng đi đón em trai cô. Lý Thần còn cùng Phạm Thừa Thừa tham gia bộ phim Kiến Quốc Đại Nghiệp vào tháng 4. Tại phim trường, nam diễn viên hướng dẫn em ruột của bạn gái lần đầu tiên tham gia diễn xuất. Vào ngày sinh nhật Phạm Thừa Thừa 16 tháng 6, Lý Thần vẫn gửi lời chúc mừng. Thế nhưng, dù Phạm Băng Băng bắt đầu làm việc trở lại, nhưng phản ứng của khán giả vẫn rất tiêu cực. Tương lai của nữ diễn viên không thể được như xưa. Hình ảnh của cô đã suy sụp và rất có thể sự nghiệp của Lý Thần cũng xuống dốc theo bạn gái nếu tiếp tục ở bên cô. Tối 27 tháng 6, Phạm Băng Băng, Lý Thần tuyên bố chia tay, chấm dứt 4 năm mặn nồng nhưng cũng đầy sóng gió. Họ công bố chia tay đúng ngày Song Hye Kyo, Song Joong Ki thừa nhận ly hôn. Trên Sina, cư dân mạng cho rằng đây cũng là cách giúp cả hai tránh sự chú ý. Điểm chung bất ngờ giữa ba vụ ly hôn nổi tiếng showbiz châu Á, Song Joong Ki, Song Hye Kyo, Dương Mịch, Lưu Khải Uy và Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong. Dù không liên quan đến nhau, nhưng cả ba cặp đôi lại có điểm chung bất ngờ khi ly hôn. Hiện cả châu Á đang chấn động trước tin Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã quyết định ly hôn sau gần 2 năm chung sống. Câu chuyện cổ tích đẹp như mơ ấy lại không có một cái kết hạnh phúc như mong đợi. Song song đã đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của fan hâm mộ. Nhưng khi để ý kỹ về vụ ly hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo, nhiều netizen cảm thấy tình tiết này có hơi quen quen. Nếu từng chú ý đến cả vụ ly hôn của Dương Mịch và Lưu Khải Uy, Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong sẽ thấy ba vụ ly hôn này đều có điểm chung, đó là hôm trước vừa phủ nhận ly hôn, hôm sau đã đường ai nấy đi. Nói đến cặp đôi Song Joong Ki, Song Hye Kyo, cả hai đều vướng tin đồn ly hôn từ hồi đầu năm, nhưng không ai lên tiếng về việc này. Vào đúng một tháng trước trong buổi tuyên truyền phim, Song Joong Ki cũng ngầm khẳng định tình cảm vợ chồng anh vẫn rất tốt. Vợ tôi vốn là fan của đạo diễn và biên kịch bộ phim, và cô ấy cũng từng cùng tôi tham gia một bộ phim truyền hình từ lâu, à không, khoảng 3 năm trước. Cô ấy cũng liên tục động viên rằng hãy tập trung và làm tốt từ đầu đến cuối phim nhé, nhờ vậy mà tôi nhập vai được tốt. Không lâu trước đó ngầm phủ nhận ly hôn, vậy mà chỉ mới một tháng thôi Song Joong Ki, Song Hye Kyo đã thực sự ly hôn. Trước Song Joong Ki, Song Hye Kyo không lâu trước đó chính là cặp đôi Dương Mịch, Lưu Khải Uy. Khoảng thời điểm cuối năm ngoái, blogger Thảo Tinh đã cho biết Dương Mịch và Lưu Khải Uy chuẩn bị thông báo chuyện đã ly hôn. Việc này ồn ào đến mức bên phía đại diện của Dương Mịch đã phủ nhận thông tin, khiến nhiều người tin rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Nhưng nào ngờ chỉ một ngày sau đó cả Lưu Khải Uy và Dương Mịch đều đồng thời tuyên bố họ đã ly hôn, khiến cho netizen xứ Trung sốc toàn tập. So với cặp song song thì tiến độ ly hôn của cặp Uy Mịch còn nhanh hơn nhiều.
Cặp đôi Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong vào khoảng thời điểm ly hôn 8 năm trước cũng khiến mọi người bất ngờ. Họ từng vướng tin đồn ly hôn nhưng lại khẳng định tình cảm bền chặt. Khi Tạ Đình Phong đưa Trương Bá Chi tham gia giải Kim Tượng tháng 4 2011, không chỉ vậy, tài tử nổi tiếng còn ôm hôn vợ trước cả trăm ống kính, khiến mọi người tin rằng họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi chỉ sau đó một tháng, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong bất ngờ ly hôn, dù trước đó không lâu họ vẫn dành cho nhau những cử chỉ vô cùng thân mật. Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong cũng là cặp đôi hôm trước mặn nồng, hôm sau chia tay. Luật sư của Song Song Ki, ly hôn là lỗi của Song Hye Kyo. Luật sư của Song Song Ki cho biết, lý do hôn nhân đổ vỡ bắt nguồn từ Song Hye Kyo. Nam diễn viên đã có quyết định cứng rắn về việc ly hôn bạn diễn trong Hậu Duệ Mặt Trời. Ngày 27 tháng 6, tờ QQ đăng tải bài phỏng vấn độc quyền với luật sư của Song Song Ki tại Hàn Quốc. Người này tiết lộ một số thông tin gây sốc liên quan đến vụ ly hôn của Song Song. Vụ ly hôn này lỗi chủ yếu từ phía Song Hye Kyo. Song Song Ki cho rằng anh không có bất kỳ điều gì phải giấu giếm về việc này. Nam diễn viên đã có quyết định cứng rắn về cuộc hôn nhân. Hai người khó có thể đảo ngược lại tình thế. Họ đã gần như đạt được những thỏa thuận ly hôn và việc hòa giải chỉ mang hình thức thủ tục, luật sư Song Song Ki trả lời. Vị luật sư này cũng cho biết trong giới giải trí Hàn Quốc, thông thường khi các cặp nghệ sĩ đang trong giai đoạn hòa giải, công ty quản lý sẽ tìm cách phủ nhận hoặc che giấu tin tức cho đến khi họ đạt được thỏa thuận ly hôn. Tuy nhiên, Song Song Ki, ngay sau khi đệ đơn đã nhanh chóng công khai chủ động liên lạc với truyền thông để thông báo vụ việc. Sáng 27 tháng 6, Song Song Ki xác nhận với My Daily về việc ly hôn Song Hye Kyo. Nam diễn viên đã gửi đơn ly hôn lên Tòa án Gia đình Seoul vào ngày 26 tháng 6. Thông tin bộ đôi quyền lực của ngành giải trí Hàn chia tay sau 2 năm chung sống gây chấn động truyền thông châu Á. Sau khi thông tin được đăng tải trên các trang báo Hàn Quốc, công ty quản lý của Song Hye Kyo cũng lên tiếng về nguyên nhân tan vỡ. Theo đó, Song Hye Kyo chia tay vì hai người không thể dung hòa được những khác biệt về tính cách. Nhiều nguồn tin cho rằng nguyên nhân rạn nứt của Song Song đến từ việc Song Song Ki ngoại tình với nữ diễn viên Kim Mo-bin, còn Song Hye Kyo cũng bị đồn phải lòng nam bạn diễn Park Go-bum. Bên cạnh đó, một số phương tiện truyền thông Hàn Quốc tiết lộ nguyên nhân khác khiến cặp đôi ly hôn là cả hai gặp trục trặc về vấn đề con cái. Kết hôn 2 năm, nhưng Song Hye Kyo vẫn chưa có tin vui thông báo đến hai bên gia đình và người hâm mộ. Song Song Ki và Song Hye Kyo nảy sinh tình cảm trong quá trình quay Hậu Duệ Mặt Trời vào cuối năm 2015. Hai người công bố tình cảm hồi cuối tháng 7 2017 và làm đám cưới vào tháng 10 cùng năm. Trước đó, tin tức Song Song ly hôn đã được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc từ cuối tháng 2. Truyền thông đất nước tỷ dân nghi ngờ cặp sao có dấu hiệu rạn nứt khi hai người không đeo nhẫn cưới và cũng không xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Song Hye Kyo cũng không tham gia tiệc sinh nhật mẹ Song Song Ki, khiến nghi vấn được đẩy lên cao trào.